Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, chỉ là một khu đất trống, xung quanh là ao nước, nhà dân, chưa có cơ sở hạ tầng gì đặc biệt. Thế nhưng 19 lô đất tại Hoài Đức lại được đấu giá cao ngất ngường, thậm chí có lô lên tới 133,3 triệu đồng một mét vuông. Điều này khiến không ít người tỏ ra hoài nghi về cái giá cao bất thường cho một khu hạ tầng chưa có gì đặc biệt. Cần cảnh khu đất đấu giá cao bất thường ở Hoài Đức, Hà Nội vị trí 19 lô đất tại thôn Long Khúc, xã Tiên Yên, Hoài Đức, Hà Nội, có giá cao bất thường, nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km và cách đường vành đai 4 đang thi công khoảng 100 m. Sau 9 phiên đấu giá, lô đất LK03, LK12, lô góc 3 mặt tiền có diện tích hơn 113 m2 được trả giá cao ngất ngưỡng 133,3 triệu đồng 1 m2, gấp hơn 18 lần so với giá khởi điểm ban đầu là 7,3 triệu đồng 1 m2. Như vậy, tổng giá trị mảnh đất này lên đến khoảng hơn 15 tỷ đồng. 16 lô còn lại có giá trúng từ 97,3 đến 127,3 triệu đồng một mét vuông. Hai lô trúng thấp nhất ở mức giá 91,3 triệu đồng một mét vuông. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức, đến trước ngày diễn ra phiên đấu giá 19 lô đất có diện tích từ 74 đến 118 mét vuông ở khu Long Khúc, xã Tiền Yên, có đến hơn 700 bộ hồ sơ của khoảng 400 người nộp tham gia đấu giá. Giá khởi điểm thấp nhất từ 7,3 triệu đồng một mét vuông, bước giá tối thiểu là 6 triệu đồng một mét vuông. 19 lô đất có hơn 700 hồ sơ tham gia đấu giá, có nghĩa tỷ lệ trọi lên đến hơn 30 lần. Mặc dù phải ăn vội mì tôm, mẩu bánh mì để có sức theo các vòng trả giá, thế nhưng cuối cùng quá nửa đêm, đa số người tham gia đấu giá đã phải rời cuộc, lắc đầu ngao ngán vì giá đất quá chát, quá ảo. Trước đó chưa lâu, một cuộc đấu giá đất cũng khiến không ít người ngã ngửa, cho rằng có những bất thường là cuộc đấu giá đất ngày 10 tháng 8 do huyện Thanh Oai đã tổ chức. 68 lô đất ở khu ngõ 3, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao được đưa ra đấu giá. Phiên đấu giá này đã gây xôn xao giới đầu tư bất động sản lẫn dư luận khi giá trúng cao gấp 7 đến 8 lần giá khởi điểm. Từ giá khởi điểm 8,6 đến 12,5 triệu đồng một mét vuông, trong khi giá trúng cao nhất đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng một mét vuông. Mặc dù giá trúng lên đến cả trăm triệu đồng một mét vuông nhưng thực tế xung quanh khu đất này vẫn chỉ là cánh đồng, hồ nước, khu dân cư cũ, chưa có hạ tầng gì đặc biệt. Hay như phi vụ đấu giá ngày 28 tháng 7 ở huyện Đàn Phượng, với 85 lô đất ở các xã Đàn Phượng, Hạ Mỗ và Phương Đình đã thu hút được 1.252 bộ hồ sơ nộp vào tham gia đấu giá. Kết quả, có lô đất tại xã Hạ Mỗ được trả giá lên đến 99,2 triệu đồng một mét vuông, khiến nhiều người không khỏi giật mình. Theo thông tin, tới đây... Vào ngày 26 tháng 8, huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục đấu giá 20 lô đất ký hiệu LK01 và LK02 với diện tích khoảng 89,6 đến 145,6 m2. Giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng 1 m2. Nhiều điểm bất hợp lý. Theo các chuyên gia nhà đất, điểm chưa phù hợp ở phiên đấu giá lần này là thời gian phiên đấu giá kéo dài xuyên đêm. 10 ngày trước, phiên đấu giá gần 70 lô đất ở huyện Thanh Oai có lượng người tham dự gấp 3 lần phiên ở Hoài Đức với hơn 4.000 hồ sơ nhưng chiếm mất khoảng 5 giờ để hoàn thành. Sự chênh lệch lớn về thời lượng như trên chủ yếu bởi hình thức tiến hành cuộc đấu giá. Tại huyện Thanh Oai, toàn bộ nhà đầu tư sẽ viết phiếu trả giá trong một lần. Ngay sau đó, đầu giá viên xem xét các phiếu công khai tại chỗ để xác định người chúng theo nguyên tắc trả cao nhất cho 1 mét vuông của lô đất. Còn huyện Hoài Đức tổ chức đấu giá bằng cách bỏ phiếu trực tiếp qua nhiều vòng và tối thiểu qua 6 vòng. Cuộc đấu giá sẽ kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Trường hợp không có người tham gia trả giá ở bất cứ vòng nào từ 1 đến 6, họ sẽ bị loại và cuộc đấu giá coi như không thành. Đại diện trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức cho biết, so với trả giá một lần, phương thức nhiều vòng đấu giá này sẽ giúp thu ngân sách tốt hơn. Theo tính toán, nếu 19 chủ lô đất đều nộp đủ tiền, huyện có thể thu về khoảng 186 tỷ đồng. Sau gần 12 tiếng, lúc 22 giờ ngày 19 tháng 8, cuộc đấu giá mới hoàn thành 6 vòng bắt buộc này đến 4 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 8, sau 10 vòng, thửa đất cuối cùng mới tìm được người chúng, khép lại phiên đấu giá. Chậm nhất 30 ngày sau khi có kết quả, người chúng cần nộp số tiền còn lại. Ngoài ra, họ cần thanh toán các loại khoản lệ phí thuế liên quan như phí công chứng, trước bạ và một số chi phí khác. Nếu không nộp tiền đúng hạn, người chúng có thể mất tiền đặt cọc và quyền sở hữu đất. Những bất hợp lý trong đấu giá đất, nhất là giá chúng quá cao, theo giới chuyên môn sẽ để lại nhiều hệ lụy. Theo đó, ra chung đấu giá cao đột biến còn có thể tạo xu hướng đầu cơ đất đai khi có thêm nhiều người đổ xô đi mua. Với kỳ vọng tiếp tục kiếm lời từ làn sóng này, dòng tiền thay vì được lưu thông trong các hoạt động kinh tế khác lại ứ động trong đất. Ngoài ra, các dự án mới cũng có thể trở nên đắt đỏ hơn do phát sinh thêm chi phí giải phóng mặt bằng với mức giá đất cao hậu đấu giá. Sở Tài nguyên và Môi trường vào cuộc Ngày 21 tháng 8, liên quan tới việc gần đây, một số cuộc đấu giá đất ngoại thành Hà Nội, các lô đất được trả giá tăng cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, sở đang phối hợp với cơ quan công an và một số đơn vị chức năng thu thập xác minh để làm rõ nghi vấn một nhóm nhà đầu cơ đã cố tình thổi giá, kích sóng đất nền thông qua đấu giá đất. Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, việc đấu giá đất đã được thành phố phân cấp cho các địa phương tự tổ chức, nhưng sở vẫn cử cán bộ theo dõi các phiên đấu giá đất tại các huyện ngoại thành Hà Nội trong thời gian qua như Mê Linh, Hoài Đức, Thanh Oai, Đan Phượng. Qua đó ghi nhận việc nhiều lô đất được trả giá cao gấp nhiều lần trong các phiên đấu giá. Hiện tượng này có thể khiến đất nền ngoại thành Hà Nội sốt ảo, gây nhiễu loạn và bất ổn thị trường bất động sản. Nhu cầu thực hay đầu cơ Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính, thì việc rất đông người tham gia đấu giá đất và giá chúng rất cao cho thấy nhu cầu của người dân gồm nhu cầu ở thực và nhu cầu đầu tư thậm chí đầu cơ là rất lớn. Trong khi các thống kê cho thấy số lượng tiền gửi ngân hàng và lượng tiền trong dân là rất dồi dào và đương nhiên người dân có nhu cầu đầu tư. Không thể phủ nhận bất động sản vẫn là lĩnh vực đầu tư ưa thích của đông đảo người dân. Tuy nhiên phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho rằng diễn biến phiên đấu giá và giá chống đất rất cao ở một khu vực xa trung tâm Hà Nội 30 đến 40 km và hệ thống giao thông cơ sở hạ tầng cũng không có gì đặc biệt rõ ràng có những bất thường. Giá đất ở các khu vực ngoại thành này rơi vào khoảng 30 đến 40 triệu đồng là hợp lý. Việc có những mảnh đất giá đấu chúng lên đến 133 triệu đồng một mét vuông là bất thường. Một trong những nguyên nhân dẫn đến những phiên đấu giá đất này thu hút rất đông người tham gia. Theo phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh là do giá khởi điểm thấp, chỉ khoảng 7 triệu đồng một mét vuông, giá khởi điểm vẫn tính theo bảng giá đất cũ và nhân với hệ số do bảng giá đất hiện nay tương đối thấp so với giá giao dịch trên thị trường, nên giá khởi điểm để tổ chức đấu giá rất thấp, tạo ra sức hấp dẫn lớn với người dân. Nhiều người cảm thấy cơ hội thắng lớn nếu chúng đấu giá. Hơn nữa, tiền đặt trước để tham gia đấu giá hiện nay tính bằng 20% giá khởi điểm cũng rất thấp, dẫn đến việc người dân đăng ký ồ ạt. Tại phiên đấu giá, nhiều nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao và chấp nhận mất tiền đặt cọc, do giá trị tiền đặt trước thấp hơn nhiều so với cơ hội đổi đời nếu chúng đấu giá. Tuy nhiên, tôi cho rằng không loại trừ khả năng có tình trạng đầu cơ tham gia đấu giá và thổi giá. Có thể có những nhà đầu cơ đã mua nhiều mảnh đất ở các khu vực xung quanh đó, vì vậy họ muốn nhân cuộc đấu giá này để thổi giá, đẩy giá đất ở khu vực này lên một mặt bằng giá mới. Từ đó, họ có thể bán được những mảnh đất đã mua với lợi nhuận cao. Với các trường hợp này, họ sẵn sàng bỏ cọc với những mảnh đất đấu giá khi lợi nhuận họ kiếm được cao gấp nhiều lần. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho hay, và cảnh báo đất ở các vùng ven mà giá đã hàng trăm triệu đồng một mét vuông thì giá đất ở các khu vực đô thị sẽ tăng khủng khiếp, làm cho mặt bằng giá đất tăng quá cao, làm cho phát triển kinh tế chậm lại. Những người có nhu cầu ở thực, những cặp vợ chồng trẻ sẽ khó có cơ hội tiếp cận đất đai nhà ở. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính cho rằng, việc đầu giá đất ở Hoài Đức cao hơn nhiều lần so với mức bình thường chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thị trường bất động sản ở khu vực này giá tăng cao như thế nhưng không đồng nghĩa với việc thị trường chấp nhận bởi quá cao so với mặt bằng chung. Việc đẩy giá lên cao quá mức sẽ tạo ra mức giá ảo cho cả thị trường ở khu vực đó, khiến người dân có nhu cầu thật về bất động sản gặp khó khăn. Ông đính phân tích, giá đất lên thì tiền thuế đất, tiền thuê đất và tiền giải phóng mặt bằng ở khu vực này cũng tăng theo. Do đó, sẽ hạn chế nhà đầu tư vào phát triển các dự án theo quy hoạch phát triển của địa phương này. Đồng thời những người đang hoạt động sản xuất kinh doanh sử dụng đất sẽ bị tính toán lại mức giá thuê, khiến chi phí đầu vào tăng, sẽ đẩy giá hàng hóa thị trường lên một mức mới. Mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.